Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tách file PDF thành từng file nhỏ mà không cần sử dụng phần mềm. Thì cách làm cụ thể như sau. Rồi ví dụ như ở đây tôi có một file PDF. Bây giờ tôi sẽ mở cái file PDF này lên. Đó. Thì file PDF của tôi á, nó có tổng cộng là 92 trang. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tách từng file có trong PDF này. Thì để tách file PDF á, mà không cần cài thêm phần mềm thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào file PDF này. Sau đó các bạn ra chuột vào dòng là Open With. Ở đây á, bạn có thể là mở bằng trình duyệt Cocos này, Google Chrome này, Microsoft Edge. Đó, bạn mở bằng trình duyệt gì cũng được nha. Ở đây tôi sẽ mở bằng trình duyệt Google Chrome này. Rồi, bây giờ tôi muốn là tách cái file PDF này ra từ trang 1 tới trang 10 thành một file. Thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên á, tôi sẽ chọn vào biểu tượng Mỹ này đây này. Hoặc là bạn có thể bấm tổ phím Ctrl B nha, cách nào cũng được. Rồi, tại dòng là My In Date này này, các bạn chọn là lưu dưới dạng PDF nha. Sau đó ở mục trang này, các bạn chọn là tùy chỉnh. Rồi trước khi tách thành từng file nhỏ thì tôi sẽ lưu ý cho các bạn nha. Những trang liên tục á, nó sẽ cách nhau bởi dấu trừ nè, tức là dấu gạch ngang á. Còn những trang không liên tục thì nó sẽ cách nhau bởi dấu phẩy. Đó, các bạn tuân theo nguyên tắc đó nha. Rồi ví dụ như đây tôi muốn là tách từ trang 1 tới trang 10, mà trang 1 tới trang 10 là những trang liên tục thì tôi sẽ nhập là 1, 10. Đó. Xong rồi, thì tôi sẽ chọn là lưu này. Chọn vào vị trí mà tôi muốn lưu này. Ở đây tôi sẽ lưu ở màn hình desktop. Sau đó tôi sẽ đặt tên là file 1 chẳng hạn. Tiếp theo chọn vào save. Thì lúc này á, nó sẽ in ra. Nếu mà nhiều trang thì nó sẽ in lâu nha, còn ít trang nó sẽ in nhanh thôi. Rồi xong rồi, thì tôi sẽ ra màn hình desktop của máy tính để tôi kiểm tra. Đây chính là cái file PDF mà tôi vừa tách ra này. Mở lên này. Đó, nó bắt đầu từ trang 1 này, 2 và trang cuối cùng là trang 10. Đây. Ở đây nó không hiện số nha, 9 này, 10 này. Đó. Còn nếu như các bạn chúng ta muốn in các trang không liên tục thì sao? Chọn vào máy in này. Ở đây tôi sẽ chọn là tùy chỉnh này. Ví dụ như ở đây, tôi muốn là in từ trang 1 tới trang 5 cộng thêm trang 7 và trang 8 thì tôi sẽ nhập là 1 tới 5 này. Sau đó không liên tục thì tôi sẽ phải 7, phải 8. Đó, xong rồi chọn là lưu này. Chọn nơi lưu, đặt tên là file 2 chẳng hạn. Save. Đó, nó sẽ lưu lại. Và nó sẽ xuất ra một file này, đây. Từ trang 1 tới trang 5 này. Đó. Cộng thêm trang 7 và trang 8. Rồi, tương tự ở đây tôi muốn là in trang 1, trang 3, trang 5, trang 7 thì sao? Cũng làm tương tự nha. Ở đây chọn là tùy chỉnh này. Những trang không liên tục thì chúng ta sẽ nhập là 1, 3, 5, 7 cách nhau bởi dấu phẩy nha. Còn liên tục sẽ cách nhau bởi dấu trừ. Bấm lưu. Ở đây tôi sẽ đặt là file 3. Xong rồi chọn save. Thì nó sẽ xuất nhanh thôi, bởi vì nó có 4 file mà thôi. Xin lỗi, có 4 trang mà thôi. Đây, 1, 3, 5 và 7. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tách file PDF thành từng file nhỏ. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.